Hóa thạch người tinh khôn cổ nhất thế giới, lịch sử đảo lộn. Bí mật về Omo 1, hai cốt hóa thạch được khai quật giữa cho núi lửa tại Ethiopia năm 1960, vừa được giới khoa học giải mã, Omo 1 là Homo sapiens, tức là người tinh khôn hay người hiện đại, loài của chúng ta. Suốt 6 thập kỷ qua, các nhà khoa học đã thử xác định niên đại của bộ hài cốt này nhưng không thể đưa ra con số chính xác, chỉ ước chừng khoảng 200.000 tuổi. Mới đây, một nhóm các nhà khoa học quốc tế dẫn đầu bởi Đại học Cambridge Anh đã sử dụng phương pháp phân tích hóa học các lớp cho núi lửa trên và dưới lớp trầm tích nơi Homo 1 được tìm thấy, cuối cùng đã đưa ra câu trả lời chuẩn xác 230.000 tuổi theo bài công bố trên tạp chí khoa học Nature. Đây là một sự kiện hết sức ý nghĩa theo tiến sĩ Celine Vidal từ khoa địa lý Đại học Cambridge, tác giả chính của bài báo. Các hóa thạch Homo sapiens được tìm thấy trước đây chỉ khoảng 200.000 năm tuổi trở xuống. Trước đó, giới khoa học ước chừng rằng Homo sapiens ra đời khoảng 300.000 năm trước. Nhưng đó chỉ là con số ước chừng tương đối dựa trên các dữ liệu khoa học về tiến hóa và các bộ hài cốt thực mới hơn nhiều. Homo 1 là bộ hài cốt hóa thạch rất đáng chú ý bởi đại diện cho một Homo sapiens tiến hóa hoàn chỉnh, mang đặc điểm rõ ràng của người hiện đại như vòng sọ hình cầu cao và một cái cằm rõ ràng. Để đạt tới hình dạng hộp sọ này, loài Homo sapiens sẽ phải trải qua một giai đoạn tiến hóa rất dài trước đó, vì thế Omo một với niên đại quá xa dạ xưa như vậy sẽ khiến khoảng thời gian ước chừng mà loài chúng ta xuất hiện bị đẩy lùi về quá khứ thêm ít nhất 30.000 năm nữa lịch sử loài người rõ ràng kéo dài và phức tạp hơn so với suy nghĩ trước đây Omo một được tìm thấy ở hệ tầng Omo Kipis ở tây nam Ethiopia trong thung lũng dạ nứt Đông Phi khu vực này có lịch sử hoạt động núi lửa lâu đời và lưu giữ rất nhiều hài cốt và hiện vật từ con người cổ đại trong lớp cho bụi